Ngày 19 tháng 4, Ban Thường vụ Hội Làm Vườn huyện Thủy Nguyên tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, kỹ thuật trồng cây ổi, cây na tại xã Liên Khê và kỹ thuật nuôi cá nước ngọt tại xã Lập Lễ. Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Ngô Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Làm Vườn thành phố nhấn mạnh, mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, nhằm gìn giữ cảnh quan, không gian sống trong lành các làng quê theo hướng xanh sạch đẹp. Để nâng cao hiệu quả sản xuất tại các vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và tạo ra các phong trào thi đua giữa các cơ sở hội trong xây dựng vườn mẫu, vận động người dân có điều kiện về đất đai, nhân lực, vật lực, cải tạo lại vườn tạp theo hướng sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập, tích cực hỗ trợ người dân về nguồn vốn, khoa học công nghệ, giống cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao chất lượng, tính bền vững và hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong một ngày, hơn 200 hội viên nông dân tham gia tập huấn tại hai địa điểm là Ủy ban nhân dân xã Liên Khê và Ủy ban nhân dân xã Lập Lễ đã được nghe lãnh đạo Hội Làm Vườn thành phố truyền đạt kế hoạch chuyên đề xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025. Với phương thức truyền tải hấp dẫn, các hội viên dễ dàng nắm bắt được những thông tin cần thiết về mục đích, yêu cầu cũng như cách thức triển khai thực hiện xây dựng vườn mẫu, góp phần nâng cao thu nhập gia đình và cùng với các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, kế hoạch nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện tiêu chí phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố, tạo động lực trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng dân cư, gia đình nào cũng có thể làm được, huy động được tối đa sự vào cuộc của người dân và cộng đồng, nâng cao vai trò trách nhiệm, chủ động tổ chức hướng dẫn thực hiện của các cấp chính quyền có sản xuất nông nghiệp thủy sản, góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thành phố tại các địa phương giai đoạn 2020-2025. Việc xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn sẽ giúp nông dân các địa phương nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, tiến tới xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm chủ lực của địa phương. Tại xã Liên Khê, các hội viên nông dân đã được nghe giới thiệu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ổi, cây na. Cán bộ Trung tâm Khuyến nông thành phố đã giới thiệu về quy trình kỹ thuật lựa chọn giống cây trồng, kỹ thuật chăm sóc và quản lý vườn, các biện pháp xử lý phòng trừ sâu bệnh gây hại theo hướng Việt Gáp của cây ổi và cây na. Ngoài ra, bà con cũng được nghe giải đáp thắc mắc khó khăn về thực tiễn trong quá trình trồng và chăm sóc cây ổi, cây na. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho các hộ nông dân xã Liên Khê hiểu biết về cách thức trồng và chăm sóc ổi, na theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ đó góp phần làm tăng năng suất chất lượng của quả ổi, quả na, tạo ra quả ổi, quả na sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng. Tại Ủy ban nhân dân xã Lập Lễ, cán bộ chuyên viên trạm khuyến nông huyện đã thông tin hướng dẫn đến người dân một số nội dung vấn đề liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi cá nước ngọt như các yếu tố môi trường, màu sắc, nhiệt độ, đặc điểm sinh trưởng của từng loại cá nước ngọt thường được sử dụng trong nuôi trồng, các kỹ thuật, điều kiện ao nuôi, đối tượng nuôi, cách chăm sóc quản lý ao nuôi, nguyên nhân một số bệnh thường gặp và cách phòng trị bệnh ở cá nước ngọt. Lớp tập huấn giúp cho hội viên nông dân xã Lập Lễ tiếp cận những tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi cá nước ngọt, góp phần khai thác tiềm năng mặt nước ao hồ sông suối, tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người dân, tăng thêm thực phẩm để cải thiện đời sống gia đình và cung cấp cho xã hội, cũng như thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo hiệu quả và bền vững trong thời kỳ mới.